Ngày 28 tháng 2, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với đại diện cơ quan phát triển Pháp AFD về tiến độ triển khai dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu tại thành phố Sơn La. Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu tại thành phố Sơn La sử dụng vốn vay ODA của cơ quan phát triển Pháp AFD được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất dự án với tổng mức đầu tư là 970 tỷ đồng, tương đương 35,2 triệu euro. Mục tiêu đầu tư dự án nhằm giải quyết tổng thể các vấn đề về phòng chống lũ lụt, thoát nước đô thị, cải thiện môi trường không khí, xử lý nước thải và bảo vệ môi trường nước của thành phố Sơn La, hướng tới chủ động ứng phó biến đổi khí hậu và tạo tiền đề cho phát triển đô thị xanh, nhanh, bền vững trong tương lai. Dự án được triển khai trên địa bàn thành phố Sơn La và xã Mường Bú, huyện Mường La với 5 tiểu dự án thành phần phát biểu tại cuộc làm việc đại diện cơ quan phát triển pháp afd đã cho ý kiến đối với các đề nghị của tỉnh liên quan đến các nội dung thuộc hợp phần tiểu dự án hỗ trợ nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý nhà nước và người dân trong vùng dự án sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại và tổng thể hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi fs trao đổi về dự thảo các nội dung điều khoản quy định chuẩn bị cho công tác đàm phán ký kết thỏa ước vay và viện trợ tổ chức các chương trình trao đổi, tham quan học tập kinh nghiệm tại các dự án cụ thể tương tự do AFD tài trợ làm cơ sở để triển khai dự án, đảm bảo quy định của AFD. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đánh giá cao sự hỗ trợ của AFD trong việc triển khai dự án. Tỉnh Sơn La cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với AFD để hoàn thiện hồ sơ, nguồn vốn để dự án sớm được triển khai đúng quy định, bảo đảm tiến độ đề ra đồng thời mong muốn afd giúp tỉnh sơn la làm việc với các bộ ngành trung ương xúc tiến đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án trên địa bàn tỉnh